Chào các em đang đến với trang http://2.2.chéo tiểu học vn.info. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một con vật mà em yêu thích. Trong buổi học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ một chú vịt hoặc một chú gà con. Các bạn hãy cùng thầy giáo bắt đầu vào học vẽ nhé. Để học vẽ thì các bạn chuẩn bị cho thầy màu vẽ này, màu vẽ hoặc có thể là sáp màu. Các bạn chú ý sáp màu này, bút chì và tẩy tẩy các bạn ơi, tẩy nhá. Rồi chúng ta vẽ con vịt. Vẽ một chú vịt thì đầu tiên các bạn vẽ một vòng tròn, rồi một vòng tròn để vẽ cái đầu trước. Rồi sau đó các bạn vẽ thêm một cái mình, cách vẽ như chú gà trống đấy, mình này. Rồi các bạn nối cái vịt cổ con vịt, các bạn nối cho thầy giáo để đến đây. Rồi nối, rồi tiếp tục các bạn vẽ cho thầy giáo vịt con vịt đang chạy, các bạn nhớ cho thầy giáo vẽ vào đây này hai cái đuôi. Rồi vẽ cái đuôi, đuôi của chú vịt này đấy, cái mắt, mắt thật to và tròn, cái mỏ, mỏ của con vịt này mở rộng ra như con mỏ con gà thì con vịt thì thế nào. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ nhân hóa con vịt lên, có nghĩa là một số hình ảnh, ví dụ chú vịt này có các cánh, cánh của chú. Rồi nha, chú có được cánh này. Rồi chú đi cái ủng, cái ủng nha, phải cái ủng, hay đi một đôi giày màu vàng đấy, đây cái giày. Và bên này chú cũng chân này, chú cũng đi một cái giày nữa. Rồi đôi giày khủng bố đi, đôi giày khủng bố rất là oai phong lẫm liệt đúng không. Và trên này có cái mào nho nhỏ của chú. Đấy, cái mào nho nhỏ của chú. Rồi thế thì các bạn là sau khi vẽ xong thì các bạn vẽ không gian đấy, ví dụ vẽ không gian này. Và chú cũng có thể bên cái cánh này thì chú có thể cắt một cái quyển vở, các quyển vở nách này đấy, quyển vở để chú chuẩn bị đi học đúng không, quyển vở này đấy, quyển vở này. Rồi cũng có thể cái này các bạn sửa ra thành một cái mũ, mũ nhỏ cũng được, mũ nữ trai, nữ trai các bạn vẽ thế này, đội mũ nữ trai đi học đấy, và tẩy cái màu đi, hoặc các bạn có thể đội cho cái đấy, tẩy cái màu đi. Rồi cái tẩy phải sạch, cái tẩy này nó bẩn một chút thì nó sẽ ra nhom nhom cái bài vẽ. Sau khi vẽ xong rồi thì các bạn sử dụng để chuyện vẽ màu cho đẹp thì các bạn sử dụng cho thầy giáo cái bút dạ này. Bút dạ này các bạn vẽ thêm thêm nét vào cho thầy giáo. Chúng ta có thể vẽ nét. Nào, thầy vẽ nét nhé. Vẽ lại nét. Rồi. Rồi. Đấy, cái cánh này. Cái mình này. Đấy. Cái đuôi này. Rồi, cái chân, cái ống, hai cái giày cũng được. Với tiểu học thì các bạn vẽ làm sao cho ngộ nghĩnh, càng ngộ nghĩnh thì bức tranh của bạn càng sinh động. Cách nhìn của trẻ con thì nó khác với cách nhìn người lớn. Vậy các bạn phải tạo, khi vẽ thì các bạn tạo cho mình những cái sáng tạo thì nó mới đẹp. Thầy giáo hướng dẫn các bạn trên mạng thế này thôi, chứ các bạn có thể vẽ khác. Từ cái này các bạn phát triển ra được nhiều những cách vẽ khác sao cho sinh động. Chú ý ở bố cục, vậy con vịt vẽ đã xong, bây giờ thầy vẽ. Đấy. Rồi ta vẽ một ốc mặt trời để vẽ cảnh vật xung quanh mặt trời này. Rồi tỏa ánh nắng bình minh chiếu sáng xuống trần gian. Rồi chú vịt này cũng có cả đàn chim nữa, con chim đang bay. Đấy, cái chim thì các bạn vẽ rất là đơn giản thôi, mà nhìn sao cho sinh động. Một con chim khác cũng đã bay đến nữa. Cong này ra, thêm một cái cánh này,
để chúng ta làm cho sinh động. Rồi chú vịt đi, con chim này, hai con chim đến gọi bạn vịt ơi cho tôi đi học cùng với, hay là đợi tôi đi học với chẳng hạn. Đây là bờ ao, bờ ao thì các bạn có vẽ khóm khoai nước, khóm khoai nước cho nó có cảnh đồng quê một chút. Rồi những tàu lá khoai nước này, rồi đấy, rồi rồi là các bạn làm bên này đỡ trống, các bạn vẽ một cây hoa nho nhỏ, một cây hoa lá, lá này đấy, bông hoa, bông hoa rung rinh trước gió như chào đón chú vịt trên đường. Vâng, sau đó các bạn sử dụng màu để tô màu, thì vẽ màu. Bây giờ thầy đã sử dụng chú, nếu mà sử dụng màu có thể vẽ chú vịt này có bộ lông vàng sụm, thầy giáo sẽ sử dụng màu vàng. Mà khi vẽ màu thì ta vẽ theo đường đường hình của màu. Ví dụ đây cái cong tròn này thì các bạn làm cái nét cong tròn này vào, cong tròn này vào. Rồi quyền vợ, quyền vợ ta cho màu khác đi, ví dụ quyền vợ này ta cho màu hồng, màu quyền vợ ta cho màu màu xanh nhạt này. Rồi đấy, quyền vợ nhá, cái cánh ta cho màu cam, chú ý cái cổ này. Đấy, ta vẽ màu theo cái chiều của nó. Ví dụ cái chiều nó dọc xuôi này thì ta không vẽ ngang được, mà phải đánh theo chiều dọc này, nó tạo được cái vẻ đẹp của cái riêng của nó. Rồi. Sau đó rồi tôi ủng màu vàng, cái đuôi của chú màu vàng, vàng này, tôi ủng màu vàng đấy. Rồi chúng ta sẽ cái mỏ của chú cũng màu vàng đi, ta vẽ màu vàng vào, ta sử dụng thuật ngữ thì vẽ màu là đúng hơn là tô màu. Đấy. Vẽ màu tức là cái kỹ năng dùng màu của bạn học sinh tiểu học, còn tô màu là không đúng. Rồi tiếp theo ta vẽ cùng màu, ví dụ chẳng hạn ta sử dụng màu đỏ của ông mặt trời, ta sử dụng màu đỏ này, ta vẽ bằng mặt trời màu đỏ. Rồi vẽ cùng một lúc những cái gì màu đỏ, chẳng hạn bông hoa ở dưới màu đỏ thì ta vẽ cho trùng màu cho nhanh, bông hoa màu đỏ này. Rồi cái mũ của chú màu đỏ, rồi tiếp tục các bạn tô màu về không gian, không gian những cảnh vật xung quanh có nghĩa là gì, chú chim, chim sang màu sắc dùng cho nó theo ý thích của mình, nhưng sử dụng màu sắc tươi sáng là tốt nhất. Rồi lá cây, lá cây nhé, lá cây ta sử dụng màu xanh lá cây này, ta vẽ màu xanh này vào. Và cũng có thể ở đây cái khoảng trống này thì bạn cũng có thể vẽ một chú gà con, một chú gà con đi học theo. Đấy, học theo này là một chú gà con đấy, chiếc chiếc cái gà con thì vẽ dễ thôi, vẽ khoanh tròn cái này, bộ lông chân bước một, chân này nữa hai đấy, chú gà con đấy. Đằng trước này có thêm một chú nữa đang ngoảnh đầu lại đấy, vừa đi trước dẫn đường nhưng cũng đồng thời rất đạo bách đúng không đấy. Vẽ hai chú gà con đi theo kèm với chú vịt. Tiếp tục ta cũng tô cái màu của không gian, cái màu này là chú gà con vàng như cuộn, tơ lon mấy cuồng đấy nha. Rồi tiếp tục ở phần này thì ta tô không gian, đây là chiều ngang này đấy, là mặt đất, thì giáo có sử dụng màu nâu cũng được để bật lên, nổi bật cái màu vàng này lên, thể sử dụng màu xanh lam hoặc màu nâu hoặc màu tím. Đấy, tùy các bạn sử dụng làm sao cho phù hợp để nổi bật lên. Ví dụ ở đây thì sử dụng màu tím nền đất. Ừ. Các bạn chú ý là bo cái này vào, bo này cho kỹ vào. Khi vẽ màu thì các bạn chú ý cái nheo mắt lại để làm sao lấy cái màu trong độ cho nó phù hợp.
Vì sao thầy dùng màu tím? Bởi màu tím đi màu vàng rất là phù hợp, nó rất là nổi. Nếu có tùy các bạn học màu xâm lam được, học màu nâu, để các bạn làm nền đất đất ở không gian ngang. Các bạn chú ý nhé, chú ý vẽ sao cho phù hợp. Dùng màu ở lớp thì thầy cô các bạn nhắc các bạn rất nhiều chỗ nào trong thời gian rất ngắn các bạn phải chú ý phải làm được hoàn chỉnh bài bài vẽ của mình. Các bạn hãy vào trang http 2 chấm gạch chéo tiểu học vn.info. Các bạn sẽ có những bài học khác hay hơn. Đấy, thầy giáo vẽ không gian của chú làm nên bức tranh thêm sinh động. Đấy, đây là mặt đất. Đấy, thì vẽ được. Thế còn cái không gian này là bầu trời thì các bạn sử dụng cái màu xanh này, dương này, có thể nhẹ hơn chút được các bạn tùy các bạn, nhưng làm sao cho nổi lên cái mà thầy đã thường làm cho của các học sinh của thầy giáo là thường thường là có đánh nguyên dọc này. Đầu tiên muốn đánh được thì các bạn làm cái này. Đó, đưa vào bo nhé, bo nó nhà là tị kỹ vào cái thế này, vẽ như thế này là làm kỹ cái rìa rìa này. Còn những cái này về không gian dọc, cái này phải không gian dọc nó mới đẹp, dọc thì nó mới tạo nên cái chiều cao của cái bầu trời, khoảng không, tức là có cái có ngang có dọc trong bài vẽ thì làm cho bài vẽ nó thêm sinh động hơn. Đấy, các bạn thấy chưa, các bạn nhìn khi mà tô màu vào, các bạn không vẽ màu chứ không phải mài màu nhé, mài màu không phải đâu, màu nó có vẽ thì nó sẽ có cái độ lúc lúc đậm lúc nhạt, dần nó thể hiện được cái không gian bầu trời ở xa xa là những cái gì đấy, chứ không phải là vẽ một lúc một mảng màu như là lấy một cái tranh xé giấy xé dán vào đâu nhé, là không phải.